Hôm nay mình đi tham quan cái buổi chấm bài của bên khoa hội họa năm nhất của trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các bài vẽ bố cục bằng màu bột, đề tài là tĩnh vật. Đây là toàn cảnh lớp này, toàn cảnh lớp năm nhất này. Giờ mình đi xem thử từng bài coi mấy em vẽ là sao. Mấy em vẽ cái chất liệu là bố cục mà màu bột. Đây, màu bột đây. Màu bột. Thì trước khi lên màu bột á là phải có một cái bản phác thảo nho nhỏ. Phía dưới là các bản phác thảo nho nhỏ này. Thì phác thảo nho nhỏ này phải được duyệt rồi mới được lên cái bản màu. Bản màu. Đây, bản màu nho nhỏ đây. Xong bản màu cũng được duyệt rồi mới đầu mới lên bài lớn. Bạn này bạn làm quá trời phác thảo luôn nè, phác thảo nho nhỏ nè. Bước này đẹp ghê chứ, bố cục rất là chặt chẽ, là phác thảo nhiều nữa, màu sắc phối rất là hài hòa. Bước này đẹp ghê nè. Lê Trung Tân. Ok. Quân. Dạ. Đây hai quần. Cái này phi đen. Nịt nai không? Đây. Học xong cái tàn tạ luôn à. À, công nhận thiệt á, học xong tàn phai nhan sắc. Còn đây là mấy bài vẽ chân dung bằng chì. Chân dung bằng chì ha. Bài này là bài học kỳ. Ủa, em Quỳnh, bài này là bài học kỳ đúng không? À, là bài học kỳ đó. Đây là bài học kỳ nha, bài thi học kỳ. Học kỳ 1. Ủa, dưới học kỳ khác nữa à? À, vậy là này là bài dưới học kỳ. Không phải bài học kỳ. Bạn vẽ nó khá. Bạn vẽ tốt á. Thì đây là cái chương trình của cái giai đoạn dịch Covid năm 2020.
Thường là vô là mấy bạn sẽ, hồi xưa mình học á, là vô là vẽ tính vật trước, rồi xong mới tới chân dung đó. Còn bây giờ mấy bạn vô là mấy bạn ào cái vô chân dung luôn, chứ không có được vẽ tính vật. Cũng hơi tiếc do học thời gian nó gấp quá. Làm vẽ khá nè. Thôi đẹp á, màu bột nhìn như sơn dầu luôn, lại kỹ ghê. Thôi có đứa bé giật đan, không biết bạn nào mà mê giày ấy, nhìn vô là biết đồ này đồ nào liền ha. Đồ này khá nổi tiếng á, đồ gì ra quên mất tiêu rồi, nhưng mà đồ này giọt đan một dễ thương ha. Năm nhất năm này khá quá. Năm nay vẽ chỉnh chu chi tiết ghê à, năm nay vẽ chỉnh chu ghê á, không như mấy bạn của các khoa khác. Triển vọng thường á, ra hội đồng chấm là thường có rất là nhiều giáo viên chấm cùng một lúc, cho nên cái việc mà xảy ra tranh cãi rất là nhiều. Cho nên khi mà chấm hội đồng nhiều người như vậy mà bài nào mà được điểm cao thì bài đó rất là có tiềm năng sau này phát triển lên ha. Trời chân vỡ dễ thương ghê. Để phát thảo mấy bạn năm nay làm quy trình rất là ok luôn nè, làm quy trình rất là bài bản. Vẽ tranh không phải là cứ có cái ý tưởng là bắt đầu đặt tay xuống là vẽ liền, mà phải là phát thảo đen trắng, tính toán bố cục, sau đó lên phát thảo màu nho nhỏ rồi mới lên bài lớn được. Quy trình nó rất là bài bản. Chứ vẽ tranh mà có ý tưởng xong đùng cái lên bài lên tranh lớn liền thì khi đó mình không có kiểm soát được cả sắc độ, cả bố cục, cả màu sắc. Bài của Tân á hả? À có thấy bài, trời ơi, màu nãy đi lướt qua không có để ý nè. So cho mấy bạn thấy kỹ hơn nè. À thầy đó, phát thảo một đống luôn nè bạn, xài bức này bán được luôn á. Gì Nhi, bước kia đẹp á chứ, đẹp ghê á. Làm nhiều có thảo màu đẹp ha, bước đó bán được luôn á, bước đó bán được luôn á. Bánh trần à. Ai
Hả? Tạm biệt thôi. Bye bye. À, bye bye mọi người nha.